đang đến với đêm thi bán kết đầu tiên của cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát solo cùng Bolero. Quý vị thân mến, cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát solo cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Công ty Truyền thông Khang phối hợp tổ chức. Thực ra thì cuộc thi của chúng tôi đã được khởi động cách đây một tháng và chúng tôi thực sự rất là bất ngờ, thưa quý vị, khi mà nhận thấy được tình yêu của các bạn thí sinh dành cho dòng nhạc này. Bất ngờ đến từ số lượng thí sinh đăng ký tham gia và từ chất lượng của thí sinh. Và ngày hôm nay thì sau hai vòng sơ tuyển ở thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có được 30 gương mặt xuất sắc nhất trong số 8.000 thí sinh các bạn đã đăng ký tham dự từ hai thành phố lớn. Với đêm bán kết một ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 15 trong số họ. Và hình thức thi ngày hôm nay là mỗi bạn thí sinh các bạn sẽ thể hiện một ca khúc nhạc Bolero mà các bạn lựa chọn, với phần đệm nhạc được dàn dựng theo phong cách acoustic, tức là rất là mộc mạc và gần gũi, nó cũng gần nhất với tính chất của dòng nhạc Bolero. Và mong rằng các quý vị khán giả theo dõi chương trình sẽ cổ vũ thật là nồng nhiệt cho các thí sinh của chúng ta. Xin được cảm ơn danh ca Bảo Yến đã vừa mang đến một phần trình diễn rất là cảm xúc cho chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Quỳnh Chi, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ban giám khảo của cuộc thi solo cùng Bolero. Xin được chào đón ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Phi Nhung và nhà báo Minh Đức, thưa quý vị. Ngày hôm nay sân khấu của chúng ta tràn ngập một màu đỏ rất là đẹp, đúng không thưa quý vị? Rất là vui được gặp các anh chị trên sân khấu của solo cùng Bolero. Đều là những gương mặt ca sĩ rất là nổi tiếng ở dòng nhạc Bolero, dòng nhạc dân ca. Và nhà báo Minh Đức thì cũng là một người có những kiến thức âm nhạc rất là sâu rộng rồi. Không biết là bây giờ đây thì các anh chị có cảm xúc như thế nào khi mà sẽ gặp gỡ lại các gương mặt thí sinh của chúng ta ở một sân khấu lớn hơn như thế này? Bởi vì thời gian qua thì ban giám khảo chúng tôi cũng đã rất là công tâm để chọn ra những gương mặt xứng đáng vào ngày hôm nay, và mong rằng chúng ta sẽ chọn được 10 bạn xuất sắc hơn nữa để bước vào vòng trong. Chúc mừng các bạn và mong các bạn thi thật tốt. Phi Nhung xin chúc cho các em may mắn. Còn với tôi thì tôi cũng sẽ cố gắng trong khả năng của mình có thể đưa ra được những lời khuyên tốt nhất cho các em, để các em có thể cho dù có đi tiếp nữa hay không thì cũng sẽ có một cái hành trang tốt cho nghề ca hát sau này. Một lần nữa xin được thay mặt cho chương trình Solo cùng Bolero xin được gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị vì sự có mặt ngày hôm nay, và xin mời các anh chị sẽ quay trở lại hàng ghế nóng của mình. Xin mời. Những thí sinh mở màn cho vòng bán kết sẽ chứng tỏ tài năng và bản lĩnh sân khấu của mình như thế nào trước ban giám khảo. Em đã làm cho khán phòng này im thinh thích để mà lắng nghe em hát. Tôi thấy rằng bạn rất là có triển vọng, có thể chúng ta sẽ nghe một bài hát hay. Em hát nhạc Bolero mà em trình diễn thì tưởng đâu là em hát nhạc trẻ. Quý vị đã theo dõi đêm bán kết 1 của cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát solo cùng Bolero. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Khang tổ chức. Và bây giờ đây xin mời quý vị cùng với Quỳnh Chi, chúng ta hãy cùng đến với phần thi đầu tiên. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng đón xem nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Lý Thị Anh Đào, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tính tới thời điểm hôm nay thì mình đi hát cũng đã được 4 năm rồi. Và dòng nhạc của mình lựa chọn là dòng nhạc mang hưởng dân ca. Dân ca và nhạc trữ tình Bolero thì nó cũng gần với nhau, và mình có thể trải nghiệm để mình có thể mình tiếp bước theo con đường này, nó có thể là dài hơn và xa hơn. Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì mình đã được lọt vào vòng bán kết của cuộc thi solo cùng Bolero mùa đầu tiên. Chỉ còn ít phút nữa là mình sẽ lên sân khấu, vì mình là thí sinh đầu tiên cho nên là tâm lý của mình cũng rất là căng thẳng và rất là lo. Mình cũng hy vọng là các bạn cũng sẽ ủng hộ cho mình để cho mình tiếp sức cho mình, để mình cứ ráng cố gắng lên. Là thí sinh đầu tiên, chúc anh Đào thật bình tĩnh và hoàn thành thật tốt phần thi của mình nhé. Xa cành héo sầu từ tuổi xanh, anh bỏ đi rồi buồn lắm anh ơi. Đời người con gái một lần mất người yêu, dáng dở thật nhiều.
Thí sinh Anh Đào của chúng ta đã vừa thể hiện xong phần dự thi của mình. Bạn là thí sinh đầu tiên, chắc chắn là sẽ không kém phần hồi hộp đúng không? Hãy cùng chờ đợi xem là phần nhận nhận xét của ban giám khảo dành cho bạn sẽ như thế nào. Xin mời ca sĩ Đông Đào. Thí sinh thi đầu tiên chắc là em run lắm phải không? Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui bởi vì em là cái người đầu tiên, nhưng mà em đã làm cho khán phòng này im thinh thích để mà lắng nghe em hát. Chỉ có một chút xíu thôi thì chị nghĩ có lẽ là em cũng còn hơi run, cho nên là cái nhịp của em cũng chưa có được chắc lắm. Thứ hai nữa là cái phần xử lý cuối câu của em hơi bị thiếu hơi, nhưng mà chị cảm thấy hôm nay là cũng thấy là rất là hài lòng so với những cái lần thi trước của em. Chúc mừng em. Đó là phần nhận xét của giám khảo ca sĩ Đông Đào dành cho bạn. Còn bây giờ cũng xin mời ca sĩ Phi Nhung. Chị nhớ là lần đầu tiên chị đi hát, chị cũng đã chọn cái bài hát này của em. Nên chị rất là vui, là cảm ơn em đã chọn đúng bài hát này. Và còn thứ hai là cũng như là chị Đông Đào, thì hơi em bị xuống câu thì nó không có đủ. Với lại em chia câu nó cũng chưa có tròn lắm. Là chị nghĩ là chắc là em rung. Mà nếu cho em một hai lần nữa là chắc là em ăn đứt luôn nhở. Chúng tôi chấm thi ở vòng loại. Thì có nhiều thí sinh thắc mắc là tại sao không cho em hát hết bài, tại sao không cho em hát đến phần điệp khúc nó mới hay. Tôi thì nghĩ rằng là ca sĩ thì câu hát đầu tiên cất lên là phải chinh phục người nghe đã. Thì hôm nay anh Đào làm được điều đó, hát lên câu đầu tiên tôi thấy rất là tốt. Xin chúc mừng anh Đào đã hoàn thành phần thi của mình. Xin được cảm ơn lời nhận xét của nhà báo Minh Đức. Xin được cảm ơn anh Đào rất nhiều và chúc mừng bạn một lần nữa nha. Nếu như ở thành phố Hải Phòng khi Thu Thủy cất lên tiếng hát hoặc nhắc đến Thu Thủy thì mọi người đều biết Thu Thủy là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian mang âm hưởng thính phòng, là những bài tương tự như thế này. Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon, tay vót trong miệng hát không ngừng. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây Nguyên. Thu Thủy không báo cho ai ở ngoài Bắc. Bởi vì Thu Thủy sợ mọi người bất ngờ. Vì ở ngoài Bắc thì Thu Thủy người ta chưa quen với Thu Thủy Bolero. Nhưng Thu Thủy cũng mạnh dạn nam tiến. Và Thu Thủy nghĩ là Thu Thủy sẽ mang được tất cả những cái gì mình có trong 10 năm hát dòng nhạc thính phòng âm hưởng dân gian, làm khác, làm mới. Và Thu Thủy mong muốn sẽ làm thật hay trong cuộc thi cùng Bolero. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ. Chợt lên nét suy tư bao năm thầm kín cho thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu dớn vào tim. Thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai. Chờ mong ôi quá dài, lòng vẫn u hoài, thấy tình đời đổi thay. Nào ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp, xin cúi mặt làm. Hãy subscribe.
Xin được chúc mừng thí sinh Ngô Thu Thủy đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và Quỳnh Chi đứng đây có thể nhận thấy là bạn đang rất là run, nhưng mà dù sao cũng đã hoàn thành xong rồi. Chúc mừng bạn. Chúng ta có thể cho thí sinh của chúng ta thêm một tràng pháo tay được không ạ? Bình tĩnh lại nhé. Hãy cùng chờ đợi xem là lời nhận xét của ban giám khảo dành cho bạn như thế nào. Thực ra thì Thu Thủy hôm nay hát thì cho thấy một cái kỹ thuật thanh nhạc rất là tốt. Nhưng mà kỹ thuật tốt thì chưa hẳn đã là một điều lợi thế đối với nhạc bolero. Nó vốn cần nhất là sự ngọt ngào. Tôi cảm thấy là nó hơi có một chút hơi bị cứng, hơi thiếu tự nhiên. Cũng có thể là do run quá mà làm cho bài hát nó chưa được mềm mại. Nhưng mà về sau thì đã làm chủ tốt hơn. Xin được cảm ơn nhà báo Minh Đức. Và xin mời ca sĩ Phi Nhung. Mà bị run quá, có thể nguyên một đêm không ngủ đúng không? Chính vì thế mà thiếu hơi. Nhưng mà về vóc dáng, về diễn xuất thì rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn ca sĩ Siêu Nhung. Và cuối cùng xin mời ca sĩ Đông Đào. Ấn tượng ban đầu tôi là bạn có phong cách. Chỉ có một điểm thì nhắc bạn thôi. Có lẽ là theo tôi biết thì bạn còn bệnh chưa hết đúng không? Cho nên là cái giọng của bạn hôm nay vẫn còn một cái chút gì đó của cái giọng bệnh cảm. Và mỗi cuối câu của bạn thì đều bị tuột chút như thế này nè. Cho nên là đó là một cái điều rắn. Ví dụ như nói rằng đi hát thì có thể chúng ta xin nghỉ hát tại vì bệnh. Nhưng mà đi thi thì không thể xin nghỉ phép được đúng không? Cho nên bạn cũng đã cố gắng rất là nhiều. Xin được cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo dành cho thí sinh của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn một thí sinh của chúng ta từ phố phía Bắc nhưng mà cũng đã dành cái tình yêu dành cho dòng nhạc bolero. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tạm chia tay thí sinh nữ duy nhất đến từ khu vực miền Bắc đang chuẩn bị trình diễn trên sân khấu lúc này là một thí sinh có cái duyên đặc biệt với âm nhạc và bài hát bạn sắp thể hiện cũng mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Chúng ta hãy cùng đến với phần thi của thí sinh Trịnh Thành Thảo. Dìu em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xao con đường buồn hôn hốt mắt em sâu mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa ngâu anh dìu em nhà em mưa ướt lá trên cao lưng đôi buồn heo hút gió kêu ca mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa xa Trịnh Thanh Thảo đã vừa hoàn thành xong ca khúc Mùa Mưa Đi Qua của nhạc sĩ Hà Phương. Sẵn đây thì chắc là bạn cũng có thể tiết lộ một bí mật nho nhỏ của mình, đó là bạn và nhạc sĩ Hà Phương thì có mối liên hệ như thế nào? Gia đình Thảo bán hủ tiếu, Thảo phụ mẹ bán hủ tiếu. Thì những ngày bán hủ tiếu thì Ngân nghe lời ca, thì nhạc sĩ Hà Phương có đến ăn hủ tiếu. Và khi đó nhạc sĩ có nghe được giọng hát, nhạc sĩ mới nhận làm con gái nuôi để hướng dẫn cho Thảo những ngày đi hát. Từ đó cha rất là mong con gái có những ngày vừa bán hủ tiếu mà vừa đi hát. Rồi đó là cơ duyên để Thảo chọn bài Mùa Mưa Đi Qua, xin gửi tặng cho ba nuôi là nhạc sĩ Hà Phương.
Thì chắc là ngày hôm nay khi mà nhạc sĩ Hà Phương đang theo dõi chương trình qua màn truyền hình thì sẽ rất là xúc động khi mà lắng nghe ca khúc này. Chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho thí sinh của chúng ta. Theo Phi Nhung thì giọng của chị thật sự ra rất là đặc biệt. Nó mang cái tính giọng thổ rất là nhiều. Phi Nhung mà giọng thổ là chị còn quá giọng thổ hơn em. Khi mình là giọng thổ rồi thì những nó trầm là những nó đặc biệt của cái đặc trưng của cái giọng hát mình. Mà khi mình xuống trầm nó không đến thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng bài hát, cũng giống như cái điểm chấm của khán giả cũng như là ban giám khảo. Tôi là người chọn bạn ở vòng thi Cần Thơ và cùng chọn với tôi là cô Phương Dung. Và cô Phương Dung rất là thích vì cô Phương Dung cũng giọng thổ. Cô Phương Dung nói là ôi giọng thổ con bé này hay quá, giọng nó đặc biệt đấy, bây giờ cố gắng tập làm sao cho nó hát hay hơn thôi. Thì tôi nghĩ cho đến ngày hôm nay, từ lúc ở Cần Thơ đến giờ mấy tuần đã qua, thì những gì Thảo thể hiện ngày hôm nay tôi nghĩ rằng đã là một cái tiến bộ rất lớn rồi. Bây giờ có thể hát một câu nhạc sĩ Công Sơn được không? Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp, dài tay em mãi thoáng mắt xanh xao, nghe lá thu rơi reo mòn gót nhỏ, đường dài hôn hút cho mình là ám quên. Thanh Thảo xin cảm ơn. I love you. Yeah, một lần tay nữa đi ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, và mong rằng các thí sinh của chúng ta tiếp theo sẽ giữ vững được cái sự tự tin như thế để các bạn thực sự tỏa sáng trên sân khấu này. Vậy là bằng sự tự tin của mình, Trịnh Thanh Thảo đã hoàn thành phần thi một cách tốt đẹp trong tiếng vỗ tay của ban giám khảo và quý vị khán giả. Thảo rất là hạnh phúc khi thấy cái phần thi phụ mà chị Phi Nhung du sướng đến mức độ là chị nói là oh yeah. Điều đó em xin cảm ơn chị Phi Nhung, xin cảm ơn anh Minh Đức và xin cảm ơn chị Đông Đào, ban giám khảo đã rất công tâm. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng sẵn sàng để thể hiện phần thi trong trạng thái tốt nhất. Những vòng sơ khảo đầu tiên thì Ly cảm thấy tự tin hơn về giọng hát của mình. Nhưng mà đến hôm nay thì sức khỏe của Ly có một chút vấn đề nhỏ. Bữa nay thì bị khàn tiếng, như bị cảm sổ mũi, cho nên là cũng rất là lo lắng cho vòng thi này. Thì không biết là sẽ như thế nào, không biết là may mắn có đến với mình hay không. Nhưng ngày hôm nay Ly sẽ thể hiện hết tất cả những gì mà Ly có để truyền tải đến tất cả quý vị khán giả. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tấm hình xin giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuôi. Đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét của ban giám khảo dành cho bạn. Rất là dễ thương, ngây thơ. Em hát nhạc nhạc hát bolero mình zoom. Mà em trình diễn chứ tưởng đâu là em hát nhạc nhạc trẻ.
Ha, cái giọng của em rất là đặc biệt. Mà nếu mà em tập trung và em hát lại cho nó nhẹ nhàng và em biết phân biệt nhạc trẻ và dòng nhạc bolero, mình hát như thế nào và mình diễn như thế nào thì nó sẽ hay hơn cho em rất nhiều lần. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Khi mà em bước lên sân khấu thì ấn tượng đầu tiên của chị trước là trang phục của em rất là đẹp. Bởi vì chị là, mấy chị cũng là trang phục chính là sân khấu là toàn là áo dài không à. Mà nhìn áo dài em rất là ấn tượng, rất là đẹp. Thì đó là một cái lợi thế của một người ca sĩ. Là thế thứ hai nữa thì em có cái gương mặt rất là xinh. Mong là em nếu mà yêu mến dòng nhạc bolero thì em phải cố gắng hơn nữa về cách luyến lấy, cũng như là chia câu cho cái bài nhạc nó nghe tình cảm hơn. Chúng em cũng rất là trẻ, nhưng trong thật nhìn thì không ai nghĩ là em lại chọn thi hát bolero. Vấn đề là đã dám chấp nhận làm bài hát nó theo cái phong cách đó thì dám làm cho đến cùng. Gọi rằng đây là một cách trẻ hóa bài hát thì cũng tốt. Có thể nó không phù hợp lắm với nội dung bài hát, nhưng mà dù sao thì em cũng đã thi xong. Thì xin chúc mừng Bích Ly. Nhìn em rất là trẻ và có ngoại hình cũng như sự tự tin rất là phù hợp với cái dòng nhạc trẻ. Thế thì em có thể nói là tại sao em lại dành tình yêu mến cho dòng nhạc bolero và quyết định thử sức cùng với cuộc thi solo cùng bolero hôm nay? Bản thân em rất là đam mê dòng nhạc bolero trữ tình. Khi mà em hát mà được ban giám khảo đón nhận và cho em vào vòng này là cảm giác em đã hạnh phúc lắm lắm rồi. Em rất thích làm những cái việc mà em chưa làm được, không giống như những ca khúc trẻ sôi động mà em đã từng hát thì rất là dễ, rất là bình thường. Nhưng mà khi em hát bolero rồi thì em mới cảm thấy càng yêu mến bolero hơn. Càng hát thì em càng thấy thích thú và càng muốn học hỏi hơn nữa. Dạ thôi, một cô gái trẻ nhưng mà không ngại thử thách và muốn làm khó mình. Chúc mừng bạn và chúc bạn may mắn nha. Cảm ơn Bích Ly rất nhiều. Là một trong số các thí sinh trẻ nhất, Bích Ly đã thử thách chính mình bằng cách hát rất riêng biệt. Nhưng liệu những lời nhận xét của ban giám khảo có làm thay đổi những suy nghĩ của thí sinh này? Mỗi người có mỗi cái cảm nhận về âm nhạc cũng như là về tình cảm khác nhau. Để muốn trong Ly có một cái điều gì đó đặc biệt hơn, có thể là khác lạ hơn so với bậc đàn anh đàn chị đi trước, thì Ly mong là Ly sẽ thuyết phục được ban giám khảo. Tiếp theo sẽ là sự tranh tài của các thí sinh nam, mỗi người một cá tính và thế mạnh riêng về giọng hát lẫn kinh nghiệm sân khấu, họ sẽ thể hiện như thế nào? Ngoại hình là một cái dáng vẻ, nó có thể lẫn vào bất kỳ một người nào trong chúng ta, nhưng mà khi cất giọng người ta sẽ bị bất ngờ. Em sẽ trở thành một ngôi sao ca nhạc của bolero. Cái bài hát hình như cái chiều sâu nó chưa có được, nó không tạo ra một cái điểm nhấn. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với cuộc thi bán kết 1. Và ở cuộc thi đêm nay thì chúng ta sẽ chưa biết kết quả, mà kết quả chúng ta sẽ để dành cho đêm bán kết 2. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với gương mặt dự thi tiếp theo. Mình tên là Nguyễn Phú Quý. Và hiện tại bây giờ mình đang là một giảng viên dạy võ. Nhưng mà có nhiều người hỏi Quý là ủa, dạy võ mà tại sao lại thích hát nhạc trữ tình? Mà riêng bản thân Quý thì Quý có một cái quan điểm riêng. Không nhất thiết phải học võ là phải tung hứng, là phải dùng nhạc trữ tình, phải dùng nhạc đen, nhạc gì đó. Riêng Quý đặc biệt một điều, học võ là mạnh mẽ, nhưng mà ngược lại là phải nghe nhạc mềm mại. Thì những khi mà mình căng thẳng trong cái võ thuật trong đó, khi mình nghe dòng trữ tình bắt đầu, mình sẽ thả lỏng con người mình ra, tâm hồn mình sẽ thoải mái. Khi mình thoải mái rồi, mình mới sáng tác, mình mới nghĩ ra được những cái đòn đánh, những cái thế đánh, những cái chiến thuật đánh thì nó sẽ tốt hơn. Còn riêng bản thân Quý là vậy. Thật sự trong lòng Quý bây giờ đang nghĩ tới ba điều: lo lắng, phấn khích và quyết thắng, và còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà dưới Quý bây giờ tóm gọn lại câu là bình thường. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Thật nhiều.
trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sâu ôi thương nhớ chẳng thành công như thế nào thì chắc là phải chờ phần nhận xét của ban giám khảo. Em cảm giác sao Quý? Dạ em thấy em hát nó sướng sướng. Nếu mà cảm thấy sướng, khán giả có thấy sướng không? Khán giả thấy sao ạ? Dạ em cảm ơn. Cái điều đầu tiên thì cho Đào nói một câu là rất là mừng. Tại người Nam Bộ cái bị phát âm giọng miền Nam, nhưng mà hôm nay là Phú Quý là gần như là khắc phục được hoàn toàn đó. À, Quý đã làm được điều chị mong muốn, chúc mừng em. Còn người khác nói sao nói. Cảm ơn chị. Xin mời chị Phi Nhung. Phi Nhung rất là vui khi em hát chọn bài hát này, và cái tính cách của em, chị Nhung cảm nghĩ là nếu mà một người nghệ sĩ, một người ca sĩ nào mà khi đứng bên cạnh em hát thì rất là an toàn. Em chị Nhung duyệt 10 điểm và cộng thêm nam tấm rất là nhiều nữa, 2 điểm nó là 12 điểm. Dạ cảm ơn chị. Phú Quý thì không biết là trước đây Quý đã đi hát nhiều hay chưa, đã đi hát bao giờ chưa? Dạ em chưa có đi hát, em chỉ thấy mấy anh chị ca sĩ hát rồi em tập. Thực ra chúng ta giọng hát hay thì đôi khi còn là do trời phú thì mới được một cái giọng hát hay, nhưng mà để hát cho hay một bài hát đôi khi chưa chắc đã cần những cái trời phú đó, và bằng tất cả những cái nỗ lực tự thân mình có là có thể làm được. Thì hôm nay là Quý chinh phục được chị Phi Nhung là tôi thấy là cũng giỏi lắm rồi. Xin chúc mừng Quý. Dạ, em cảm ơn. Xin được cảm ơn là nhận xét của ban giám khảo dành cho thí sinh của chúng ta. Chúc anh Quý của chúng ta sẽ gặp may mắn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn ạ. Vậy là thí sinh nam đầu tiên của vòng bán kết đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Liệu đây có phải là khởi đầu may mắn của các chàng trai? Chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo để biết câu trả lời nhé. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa, tôi đem tất cả chuyện lòng trao đến một người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là chân nở, tóc buông kín đôi vai gầy,
thương ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau cũng thêm trong lòng, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Xin được chúc mừng, thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta bây giờ đây là thí sinh Nguyễn Văn Tú đến từ Bến Tre. Chúc mừng bạn cùng với ca khúc Chuyện Ba Mùa Mưa, một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét của ban giám khảo dành cho bạn, xin mời. Hôm nay còn chỉ một hai chữ nhưng mà chị nghĩ rằng cái đó chỉ là những lỗi nhỏ mà em có thể khắc phục được rất là dễ. Đó là nhiều chỗ chân son gót nhỏ, chân son thì em hát là chân son ha, thì một vài chỗ thôi nhưng mà chị nghĩ rằng em khắc phục những chỗ đó nữa thì rất là tốt. Xin mời anh Minh Đức ạ. Tú có một cái ngoại hình, một cái dáng vẻ nó có thể lẫn vào bất kỳ một người nào trong chúng ta ở đây, nhưng mà khi Tú cất giọng thì đấy, lúc ấy mới là quan trọng, đấy mới là cái thời khắc quan trọng. Vì Tú đã có một cái giọng rất là riêng biệt rồi, nhưng mà Tú chưa biết cách là đưa cái riêng đấy vào bài hát. Tú đã hát lên bài hát một cách rất là tròn trịa. Tôi nghĩ là bảo là chê thì rất là khó để mà chê, nhưng mà bảo để cảm thấy nghe mà để thích, để sướng thì chưa. Mặc dù chúng ta thấy rằng khi cất giọng lên, chúng ta biết bạn đã có giọng hát hay. Được, cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo. Và mong rằng với những lời nhận xét vừa rồi thì Tú sẽ lắng nghe cũng như là rút cái kinh nghiệm cho mình để mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở những vòng thi sau. Nhưng mà trước mắt là Quỳnh Chi sẽ chúc cho Tú gặp may mắn là sẽ lọt vào top 10 của chúng ta ở chung kết. Rất mong gặp lại bạn. Tôi tên Đỗ Hồng Lương, đến từ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Làm nghề dealer xe cũng lâu năm. Trong cái lúc mà tôi mà được vào vòng bán kết đó là tôi rất là vinh hạnh và rất là vui vẻ. Bà xã là người yêu quý nhất, là ngày xưa tới giờ khi hai đứa yêu nhau là từ lúc mà tay trắng đến khi bây giờ cũng vẫn còn thương nhau đậm đà giống như xưa. Từ ngày xưa đó là vợ chồng nuôi sống là hai bên cha mẹ, không ai chấp nhận hết. Hai đứa quen nhau từ trong cái quán karaoke, quán cà phê mà có karaoke đó, ngồi tôi hát bên đây hát chơi. Bên kia thì bà xã tôi nghe thấy sao không biết mà cứ mỗi lần tôi đến quán đó là cứ yêu cầu tôi hát cái bài Lưu Bút Ngày Xanh của Ngọc Sơn hồi đó mới ra. Bà xã tôi ngồi bên kia nghe là đem lòng thương tôi. Cuộc sống cũng thấy ổn định cho nên tôi cũng muốn cùng đến với mà dòng nhạc solo cùng Bolero để là thưởng thức lại giọng hát của mình. Tôi bước vô phòng thi tôi rất là hồi hộp nhưng mà có mình cũng là tự tin. Chọn đêm nay mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào cho lệ hoen mi, cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi. Mai đây xa cách phương trời, tình chia hai lối. Rằng em thủ tình cành hoang phải đưa lâu son, con anh thì vẫn tay chẳng tay hoài.
chi gạt tia son vàng, nên nay anh đứng ruột nhìn nàng ra đi. Đêm nay trăng sắp tàn trên phố nhỏ, những kỷ niệm em đơn ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em. Anh Lương phải không ạ? Đến từ thành phố Cần Thơ, đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Còn bây giờ thì xin mời anh sẽ lắng nghe lời nhận xét của ban giám khảo dành cho anh nha. Xin mời ban giám khảo ạ. Mới đầu em nghe thì em giật mình, em thấy nó lạ. Wow, sao ngọt quá vậy? Nhưng mà em nghe sâu vô nữa, em nghe hết bài á, thì thật sự em thấy cái bài hát hình như cái chiều sâu nó chưa có đủ. Xin được cảm ơn ca sĩ Phi Nhung. Dạ. Và xin mời nhà báo Minh Đức. Một người như anh hát như thế rõ ràng là sẽ làm cho người ta bất ngờ. Nhưng mà để cho một bài hát nó làm cho người ta phải nhớ lâu thì chắc là cũng phải cần một cái thời gian, cần một cái sự dụng công nhiều hơn để là hát nó gửi được cái hồn mình vào trong đó, cái đầm thắm trong đó. Nhưng mà dẫu sao thì những gì mà anh Lương hát ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là anh thực sự xứng đáng được gọi là một người hát thực sự và xứng đáng được chúng tôi cũng như là khán giả ghi nhận. Cảm ơn anh. Vừa rồi là lời nhận xét của ban giám khảo dành cho anh. Có phải là ngày hôm nay là lần đầu tiên mà anh đứng trên một sân khấu lớn như thế này để mà hát cho mọi người nghe không ạ? Dạ đúng. Như vậy thì em thấy rõ ràng là anh Lương của chúng ta cũng rất là tự tin đúng không ban giám khảo? Dạ, rồi. Rất là tự tin và tỏa sáng. Và xin chúc mừng anh là cho dù anh có đi tiếp hay không, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người biết đến anh nữa. Và trong các chuyến xe của mình, tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ là ngôi sao cho những chuyến xe đó. Dạ. Và xin chúc mừng anh Lương. Chúc mừng anh, cảm ơn anh rất nhiều. Đến với thí sinh kế tiếp, chúng ta sẽ gặp một anh chàng đã có nhiều kinh nghiệm sân khấu và được nhiều khán giả truyền hình biết đến. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Vũ Phương, đến từ Kiên Giang. Công việc hiện tại của Phương là Phương đang làm ca sĩ tự do. Phương có tham gia một cái nhóm nhạc là nhóm Ai Do. Thì hiện tại thì Phương và nhóm là đi theo dòng nhạc bán cổ điển. Thì 6 tay là tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì 5 tay thì Phương với một thành viên trong nhóm Ai Do đăng ký cho Phương. Thực sự là cũng không có hồi hộp lắm, nhưng mà mình thấy là mình không có chuyên về cái dòng nhạc này, chỉ là biết thích và từ lâu nó đã thấm vào trong con người của mình rồi, thì mình có thể là tự tin được một phần đó là mình có thể hát được, cũng có thể làm gần như là tốt, chứ không dám so sánh với tất cả các anh chị đi trước. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau, tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhân cưới, em cũng tặng tôi hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Ngày hôn lễ
duyên đầu. Mời Phương sẽ lắng nghe lời nhận xét của ban giám khảo dành cho bạn. Xin mời chị Đông Đào. Tại em đã từng đi hát rồi thì khi em lên sân khấu thì em rất là tự tin. Và cái đó là cái tố chất của một người ca sĩ. Chỉ có điều nhỏ chút xíu là bởi vì giống như anh Minh Đức cũng chia sẻ với các bạn trước đó, đó là mình chưa có nhấn nhá một cái gì đó cho mà nó đặc biệt một bài hát. Nhưng mà em chỉ nghĩ rằng em sẽ làm được điều đó, bởi vì đây chỉ là lần đầu tiên em thi thôi, nhưng mà trong tương lai thì em sẽ trở thành một ngôi sao ca nhạc của Bolero đây. Tôi nhớ em, tại vì tôi gọi em này là Đình Văn Phẩy. Không phải vì em mới hát giống nghệ sĩ Đình Văn, mà tại vì lần đầu tiên tôi gặp em vòng loại thì tôi em rất giống Đình Văn. Với trường hợp của Vũ Phương thì tôi nghĩ là đây không phải lần đầu tiên tôi góp ý này. Tức là Phương hát rất là tròn trịa, rõ ràng của một người là đã có học hành rất là bài bản về âm nhạc, về thanh nhạc. Thì với những cái bạn có học hành như thế thì với những bài hát như thế này thì quá bình thường đối với họ để có thể hát cho nó xong. Nhưng mà để hát cho nó hay thì lại là chuyện khác. Tôi nghĩ là cái ngọt, cái mùi của cái nhạc bolero nó không nằm ở chuyện là luyến láy điêu luyện, mà ở cách làm sao mình thể hiện cái tình cảm mình trong bài hát. Mình phải biết diễn xuất, làm sao cho cái diễn xuất đó nó nằm trong cái bài hát của mình, để cho người ta nghe cái bài hát của mình nó thật là tình. Thì Phương còn hơi thiếu một cái chút đó, cho nên là nó vẫn là một cái kiểu hát rất là tròn trịa. Bolero thì nó cần có cái sự tình cảm và sự mượt mà và chân chất ở cái con người của mình. Còn Phương thì chuyên về nhạc nhạc bán cổ điển quá, cho nên là nhiều khi mình Phương hát chưa có được ngọt ngào lắm. Nếu mà dừng lại ở cuộc chơi này thì Phương cũng rất là vui vì mình đã được thử sức ở một lĩnh vực mà mình nghĩ là chưa bao giờ mình sẽ trình bày. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một thí sinh. Bạn có một cái tên rất là đặc biệt thưa quý vị, một thí sinh đến từ Đồng Tháp, Nguyễn Huyền Thoại. Trong họ hàng và gia đình đó thì ngoài cha ra là chỉ có một mình cha là biết đàn guitar thùng. Ngày xưa cha đàn guitar thùng và cha hát rất hay. Còn anh em, chị em không có ai đeo đuổi và có cái đam mê đó. Thì từ đó mình rất là đam mê và rất là ngưỡng mộ cha mình, những ca khúc mà ngày xưa cha thường hát. Cho đến ngày hôm nay, những bài hát nào mà khi tôi trình bày hoặc là tôi hay thường hát thì điều đó là những ca khúc mà cha tôi đã từng trao chuốt và cũng có chỉ bảo cho tôi rất là nhiều về cách ngân nga và liếm lái và bài hát, cái thăng trầm của bài hát như thế nào, cũng giống như một con đường đi. Ngày xưa cha nói bước chân mình đi thì phải có thấp có cao, con đường cũng vậy. Tới ngày cha tôi bệnh ngã bệnh nằm nhưng mà tôi vẫn còn nhớ lại, cha tôi vẫn còn nắm tay kêu tôi hát một ca khúc nào đó để cho cha nghe một đoạn. Đó là cái kỷ niệm nhất trong cuộc đời tôi, đến bây giờ tôi không thể quên. Đây là một giây phút rất là quan trọng trong cuộc thi, cho nên mình sẽ cố gắng hết khả năng mình để truyền tải những cái gì mà trong bài hát ngày hôm nay mình thi. Người về một mùa thu gió sao
chiều rơi như trong đêm nay, để bước chân qua tìm người lòng thương như vô vàng. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, đi bên vắng con đò thương mong chờ người người hay chăng. Nguyễn Huyền Thoại, xin mời anh sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Xin mời chị Phi Nhung. Cái bài hát đó, anh xử lý chưa có ổn định. Lúc vô là anh hát nó to, xong bắt đầu cái mấy cái câu nhỏ cái anh nhỏ từ từ nó không còn hơi luôn. Cái là bắt đầu nó bị lạng qua bên này, nó lạng qua bên kia là những cái câu cuối. Cái Huyền Thoại thì có cái giọng rất là hay, cái nhạc cảm rất là tốt, cho nên bài hát chia câu phân đoạn rất là tốt. Về những cái xử lý bề ngoài của bài hát là rất là tốt, chỉ có xử lý bên trong thì như Phi Nhung vừa nói, tôi nghĩ là cũng cần phải xem lại cách thức đó. Anh Huyền Thoại của chúng ta ngày hôm nay thì cũng có một thông tin chị được biết á, là một người thân của anh và cũng là một người có ảnh hưởng rất là lớn trong cái niềm đam mê âm nhạc của anh, đúng không ạ? Thì đang bị bệnh nên là chắc là cái tâm lý của anh Huyền Thoại ngày hôm nay cũng có bị ảnh hưởng. Anh có thể chia sẻ về điều này được không, với khán giả được biết được không? Thực ra thì hôm nay em, hai ngày nay em có rất là nhiều áp lực từ gia đình và kể cả sức khỏe và cả bản thân nữa. Em đã mất cha, sống với mẹ, nhưng mà đang nuôi chú ở trong gia đình. Nhưng mà ngày hôm em đi lên đây chú còn đưa em ra bên xe, nhưng mà tự nhiên chú bị đứt mạch máu não, đột quỵ. Nhưng mà bây giờ là bệnh viện trả về nhà rồi, chỉ nằm. Trước khi em bước lên đây thì em còn có thể em tự tin để em hát được. Nhưng mà khi em bước lên sân khấu hầu như có một cái gì đó em, nói chung là em không... em mất đi một cái phương hướng gì. Thay mặt ban giám khảo xin chia sẻ một cái tin không được vui của gia đình anh và dạ, mong anh cố gắng vượt qua. Mong rằng tình trạng sức khỏe của chú của anh sẽ sớm bình phục. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một thí sinh đến từ thành phố Cần Thơ cùng với ca khúc Hoa Tím Người Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và bạn thí sinh Nguyễn Thanh Nhường. Mình là diễn viên của sân khấu cải lương, cũng có rất là nhiều khán giả biết mình hát được dòng nhạc này, cho nên là khi solo Bolero xảy ra thì những người đó đã mạnh dạn nói là thôi mình hãy tham gia vào cuộc thi này. Và đối với Thanh Dương á, bộ môn Bolero là mình hát bằng cả trái tim, và làm sao lúc mình nghĩ á, lúc mình biểu diễn mình nghĩ là phải làm sao mình truyền tải hết được nội dung của bài hát, của tác giả gửi gắm cho bài hát đến với người nghe là được. Nhưng không phải, khi tham gia vào bộ môn này và nhất là khi lên đây được các chuyên gia hướng dẫn thì mình lại có thêm rất là nhiều kiến thức. Đối với bộ môn này nó còn phải có sự chính xác về nhạc lý. Rồi chiều này
sinh Thanh Nhường thưa quý vị, cùng với ca khúc Hoa Tím Người Xưa. Chúc mừng anh. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét của ban giám khảo dành cho thí sinh Thanh Nhường. Xin mời chị Phi Nhung. Phi Nhung rất là trân trọng giọng hát của anh. Anh hát giọng cổ phải không? Những cái câu cuối nó có pha một tí cổ trong đó. Nhưng mà nếu thật sự mà anh là một người nghệ sĩ hát giọng cổ thì Phi Nhung đây rất là vui và rất là chúc mừng cho anh khi anh hát giọng cổ, nhưng mà hát ca nhạc anh cũng rất là đặc biệt. Nó chỉ lai một chút xíu thôi. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên từ ca cổ mà qua ca nhạc thì làm gì làm chứ, nói gì nói chứ, giống như chị hai lúa thì cũng không có bỏ được bao lúa ở nhà đúng không? Đi đâu chị cũng gái miền Tây, đi đâu cũng vác theo bao lúa. Nhưng mà cái đó chị Nhung chấp bỏ nhận qua được. Bỏ chị qua Nhung, được. Chị Nhung chấp nhận được thì chị chấp nhận được. Cho nên là chúc mừng em. Còn về phong cách biểu diễn thì em đã từng hát trên sân khấu rồi, cho nên là phong cách của em rất là tự tin, cũng như là em diễn đạt bài hát rất là có hồn. Nhưng mà để hát được thành công những bài bolero thì các bạn nên quên hẳn những bài ca cổ đi và luyến lấy theo bolero. Bài bolero luyến lấy rất là sang. Nhiều người nghĩ rằng là nhạc sến, nhưng thật ra sến nhưng mà sến sang. Nhiều người trước đây á, thì có thể là người ta dùng cái chữ nhạc sến là để mang hàm ý là không hay, là trên những bài hát mà nó cứ sướt mướt lâm ly. Nhưng mà bây giờ thì sến lại mang một cái ý nghĩa khác. Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta chịu rất nhiều những cái áp lực, đôi khi chúng ta cũng sẵn sàng nghe những cái bài hát mà nó sướt mướt một tí và cũng để lòng mình nó được sướt mướt, không phải cố để mà gồng lên, để mà phải sống cho nó không phải thực với lòng mình. Anh Nhường của chúng ta thực ra là một diễn viên cải lương, nên là ngày hôm nay là không thể không hát cho quý vị khán giả nghe được. Anh hát câu cải lương cho mọi người được không? Chính xác. Tôi tí ơi đừng gọi tên nhau nữa, mà chỉ cho giây phút chia ly tim nào nùng chua xót. Chỉ lát nữa đây hai chúng ta sẽ mỗi người mỗi ngả, thì tí ơi yêu thương nữa mà chỉ dương dần để làm gì. Cuộc tình này rồi cũng phải chia ly, về đi em ơi, đừng gọi tên nhau nữa mà chỉ cho mắt lên quên. Tuyệt vời đúng không? Rất là tuyệt vời. Vâng, xuất sắc. Đúng. Nếu mai mốt mà chị có chương trình ca cải lương á, ca cổ á, chị mời Nhường để thu chúng cho chị em nhé. Đây cũng là một người ca. Cho em làm cho chấm nha. Nghe anh hát cải lương cái là giám khảo với lại khán giả đây phấn khích liền. Phải nói là đúng là sở trường của anh có khác. Nhưng mà em cũng chúc anh may mắn trong cuộc thi solo cùng bolero. Chúc anh may mắn, cảm ơn anh rất nhiều. Chỉ còn 5 thí sinh cuối cùng của đêm nay, Nguyễn Thiên Ngân, thí sinh nhỏ tuổi nhất sẽ thể hiện như thế nào để tranh tài cùng 4 thí sinh đã có kinh nghiệm ca hát? Hạt mưa nhớ ai mùa trên miền. Xử lý rất là tròn trịa, thông minh, biết tạo điểm nhấn cho mình, biết tạo cao trào cho bài hát. Sến, tại sao người ta phải gọi là nhạc sến? Sến đây, sến nghĩa, sến tình. Như bóng với hình, yêu lắm mình ơi. Tự nhiên đến ao cái mình hát vậy, người ta mất hứng. Con có yêu nghề này hay không? Con có thể hy sinh về nghề này hay không? Và tiếp tục buổi thi ngày hôm nay, Quỳnh Chi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình tên là Lê Minh Trung, mình đang ngủ tại huyện Củ Chi, đất thép Thành Đồng. Từ Củ Chi ngày nào cũng 2 tiếng đồng hồ lên. Đoạn đường thì tuy dài nhưng mà trong lòng thì thực sự là cũng rất là vui. 6.000 thí sinh mà mình có mặt ở vòng 30 người thì rõ ràng mình cảm thấy giống như mình đang lâng lâng, đang như thế nào. Từ chỗ đấy mà nó đưa vào cái giấc ngủ của mình mà mình ngủ không được. Cũng như là đặc biệt như hôm nay là nguyên một đêm là cứ giật mình, cứ khoảng tiếng hồ giật mình, tiếng hồ giật mình. Nếu như mà sau khi nghe được cái tuyên bố kết quả mà đọc ngay cái tên mình, số báo danh của mình thì trước mắt là vinh tay vào cái tim của mình trước cái đó. Có thể nó sẽ là nó chạy qua bên đây, hoặc là nó đảo lộn, hoặc là nó đập loạn xạ, hoặc có đôi khi có khả năng ngất đó không chừng, do là mừng quá, vui quá. Rừng ngàn lá gió thương
mừng anh Minh Trung đã vừa hoàn thành xong bài thi của mình. Thì xin mời anh Minh Trung sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Trong suốt hai vòng sơ tuyển, chúng tôi chấm ở Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, thì có rất nhiều người giống Giang Tử và Duy Khánh, chứ không phải chỉ có mình anh Lê Minh Trung. Nhưng mà giống là một kiểu, bắt chước lại là một kiểu khác. Chúng tôi quyết định chọn anh Lê Minh Trung vào đến bán kết là bởi vì cũng có lý do, tại vì anh Trung hát hay thực sự như là một ca sĩ chứ không phải là một người bắt chước giọng của người khác. Những gì anh hát, cách anh xử lý bài hát, nó tinh tế và nó là của anh. Cho dù là giống như thế mà anh vẫn hát một bài hát, xử lý rất là tròn trịa, thông minh, biết tạo điểm nhấn cho mình, biết tạo cao trào cho bài hát. Thì tôi nghĩ cũng phải rất là có bản lĩnh mới làm được điều đó. Khi mà anh cất tiếng hát, anh hát lên thì Phi Nhung rất là ngạc nhiên. Anh là một cái người đầu tiên mà Phi Nhung thấy anh hát giống chú Duy Khánh thật sự. Nhưng mà trong cái những cái ngân của anh thì nó khác chú một chút xíu thôi. Anh xử lý rất là đẹp, riêng của anh về cái ngân anh có. Để chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Thế thì mai mốt mình mới có Quỳnh Chi giới thiệu anh, thì anh thích là Quỳnh Chi sẽ giới thiệu là tên thật là Lê Minh Trung hay là nghệ danh là Khánh Duy? Dạ cũng cái đó cũng tùy duyên Quỳnh Chi. Tùy duyên. Thôi Minh Khánh đi. Vì Nhung đặt cho anh Minh Khánh nha. Minh vậy Khánh đó chị. Dạ rồi, từ đây em sẽ nghe theo lời của chị hai, em sẽ lấy tên là Lê Minh Khánh. Dạ, xin kính chào nam ca sĩ Minh Khánh. Xin kính mời ca sĩ Minh Khánh. Xin được chúc anh. Sau giọng hát lạ Lê Minh Trung tiếp tục chiếm lĩnh sân khấu vòng bán kết của solo cùng Bolero là ba chàng trai Mai Đức Thành, Trần Văn Lý và Mai Thái Huy. Với giọng ca có sức hút mạnh ngay từ những câu hát đầu tiên, cả ba đều để lại cho ban giám khảo nhiều ấn tượng tốt đẹp. Quỳnh Chi mới được biết một ca khúc của ca sĩ Ngọc Sơn, đúng không ạ? Và phải nói là rất là hay, nghe rất là dễ thương. Còn bây giờ xin mời anh hãy cùng lắng nghe lời nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Giọng em rất đẹp, giọng em rất tốt. Nhưng mà không những mình đừng có nghĩ rằng giọng mình tốt vậy mình phô ra hết. Mình phải có gì để mình giữ lại. Mình giữ lại không phải là mình nén cái hơi mình lại, nhưng mà mình thể hiện ra bằng cái hơi thở tình cảm nồng nàn hơn một chút xíu. Và đã nghĩ rằng nếu mà em tận dụng được cái hơi thở đó thì em hát bài hát này cực kỳ hay. Không, nhưng mà Nhung nghĩ là anh nãy anh có nói là tất cả những cái bài hát Bolero nó rất là ngọt ngào. Thì cái bài này nó chỉ khác cái tên là Sến thôi, chứ mà nó cũng là trong cái dòng Bolero. Thì em nghĩ là anh phải hát ngọt hơn nữa kìa.
hát rất là thoải mái, hát rất là tự tin, không có cảm tưởng bị áp lực gì cả. Cho nên là khi mà Thành chọn bài này, tôi thấy là bài này sẽ cơ hội giúp Thành khác tất cả những bài còn lại. Tại sao những kia người thí sinh kia hát những bài cảm thấy sao mà bước mà cảm thấy ru vào lòng người, mà mình hát cái bài cảm thấy nó để mà giải thích trong những khán giả như vậy thôi, để cho họ hiểu Xến là như thế nào. Xến đây, Xến nghĩa, Xến tình, như bóng với hình, yêu lắm mình ơi. Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Em đi mây gió buồn, biết nơi xa đó có gì vui hơn. Riêng tôi ôm mối tư lòng à, 25 tuổi mà hát ngọt ngào mùi như thế, ngọt như thế thì tôi nghĩ rằng nó cũng chứng tỏ một cái sự chững chạc, trưởng thành. Em đi rồi còn mình tôi ở lại, đêm bóng dài nghe lạnh đây bờ vai. Người đi vương nói nhớ, người ở lại mang nỗi chờ, ngõ hồn cô quạnh bơ vơ chỉ còn lại một vần thơ. Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại, chăn trở hoài những kỷ niệm ngày xưa. Ngày tôi em gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào, nên lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng cao. Làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời. Em chọn trang phục rất là đẹp, chị rất là thích. Theo chị thấy thì có lẽ nó chưa có phát huy được cái giọng của em, cho nên hát cứ bị đều đều như thế này nè. Chính vì nó đều đều, nó không thấp hẳn mà nó cũng không phải là cao hẳn, để cho em bộc lộ cái giọng của mình ra. Cho dù bạn có đi tiếp hay không thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ thích cái phần trình diễn này. Kết thúc phần thi của nhóm thí sinh nam, thí sinh cuối cùng cũng là thí sinh tạo nên nhiều tranh luận từ ban giám khảo nhất trong đêm bán kết hôm nay đã sẵn sàng để bước lên sân khấu. Con tên là Nguyễn Thiên Ngân, năm nay con học lớp 6. Trong vòng bán kết sắp tới con sẽ hát bài Mưa Rừng, vì bài đó nhẹ nhàng, hợp với tuổi của con. Con chỉ thích nghe nhạc bolero thôi, tại vì hồi đó lúc mà còn nhỏ cha mẹ thường bật cho con nghe và con thích lắm. Lần đầu tiên con lên sân khấu thì con có hơi run, nhưng mà con nghĩ là nếu mà đưa cái hồn vô bài hát thì nó sẽ hết run. Hãy subscribe.
chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muộn màn, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Chào con, chúc mừng con đã vừa hoàn thành xong bài biểu diễn của mình. Cô Quỳnh Chi có biết là con nhỏ tuổi, nhưng mà cô Quỳnh Chi không biết là con nhỏ xíu vậy luôn á. Thì ngày hôm nay thì khi mà đứng trên sân khấu cùng với các bạn thí sinh khác, nhưng thực ra là các anh chị, chú lớn hơn mình rất là nhiều, thì không biết là con có thấy rung không? Cảm giác của con bây giờ như thế nào? Dạ, con rất là rung. Rung mà hát vậy đó hả? Vậy không rung hát làm sao nữa? Và chúng ta cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho con nha. Phát âm của con bị sai, rồi con chia câu nó chưa có được chuẩn lắm. Hôm nay con hát thì theo cô thấy thì cô chưa hài lòng lắm. Con sợ cô không? Sợ không? Dạ sợ. Trong ban giám khảo con sợ ai nhất? Tại sao lại sợ? Trong ban giám khảo con sợ ai nhất nè? Không sợ ai hết. Cô Phi Nhung chọn con vào vòng trong mà sao con lại sợ cô Phi Nhung được? Lần trước ở vòng loại đó chính cô Phi Nhung chọn con chứ đâu. Góp ý kiến cho con nhiều thì cô sợ con buồn, con mất tự tin. Nhưng trong lòng của cô thì cô muốn con học nhiều hơn là đi hát. Theo cô là giọng con đã có rồi đó. Hát phải mở cái miệng lên. Và con mắt phải nhìn xuống khán giả. Đối với cô, con còn rất nhiều để mà con phải học hỏi. Tại mấy anh chị đi trước thì đã lớn tuổi, còn con là có rất là nhiều cơ hội. Con phải làm sao cô chấp nhận khi cô nói con, cô chấp nhận là con sẽ thành ca sĩ thật sự và nổi tiếng luôn. Sau lời nhận xét của ban giám khảo, cô bé đã bất ngờ bật khóc trên sân khấu khiến mọi người đều lo lắng. Và lý do thật sự của những giọt nước mắt này chính là: con sợ cha con buồn, con lên chưa có tốt, hát chưa tốt, con sợ không đậu. Tôi nghĩ rằng là mặc dù là nhận xét của cô Đông Đào hay là cô Phi Nhung có vẻ là nghiêm khắc, nhưng nó cũng sẽ giống như những gì mà các bé được nghe ở trường học thôi. Các cô giáo cũng rất là nghiêm khắc thôi. Nhưng mà với một em bé 12 tuổi như là bé Thiên Ngân ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng bé xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn. Và bởi lời cái lời khen đó sẽ giúp bé có đủ tự tin để tiếp tục cái đam mê của mình. Cô Nhung, trong cuộc sống của cô Nhung rất là nể phục và rất là cần những người có tâm trong nghệ thuật. Thì bây giờ cô Nhung hỏi con một câu là con trả lời thật sự với cô là con có yêu nghề này hay không? Con có thể hy sinh về nghề này hay không? Có. Bây giờ ở đây chấm con đậu thì cô không chấm, nhưng mà cô sẽ chấm con, cô sẽ chọn con làm đệ tử của cô. Và lần sau hát nếu là được vào thì mình sẽ hát làm sao? Nếu được vào con sẽ hát theo lời chỉ dạy của cô giáo Đông Đào. Để tử Phi Nhung mà là cô giáo Đông Đào là sao? Con hãy nhớ rằng là cô Phương Dung nhạn trắng gò công thì là đi hát từ năm mới 11 tuổi và cho đến ngày hôm nay là gần 70 tuổi rồi cô vẫn hát. Và lúc nào thì các cô chú đây thì cũng mong các bé có tài năng sớm như con sẽ có cơ hội để phát huy, để có thể luôn luôn là giữ được cái giọng hát của mình và giữ được cái niềm yêu nghề để mình có thể gắn bó với nghề lâu dài. Con cứ vui lên nhá, cười lên, đừng khóc nữa. Riêng cô Quỳnh Chi là rất là mong gặp lại con ở vòng chung kết. Chúc con may mắn. Cảm ơn con. Thưa quý vị, như vậy là phần biểu diễn vừa rồi của thí sinh Thiên Ngân cũng là thí sinh cuối cùng trong 15 gương mặt ở đêm thi bán kết 1 ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quỳnh Chi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ lại cả 15 gương mặt trong top 30 của chúng ta ở bảng kết 1. Xin được cho phép Quỳnh Chi được gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo của chúng ta. Xin được cảm ơn nhà báo Minh Đức, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Đông Đào. Xin gặp lại ban giám khảo vào đêm bán kết 2 của chúng ta.